Không phải ngẫu nhiên, những người phụ nữ trong bức ảnh này lại luôn mang theo một chiếc gương để che bụng. Tất cả đều hàm chứa một câu chuyện đầy xúc động, lấy đi không ít nước mắt và sự đồng cảm của cộng đồng. Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Susana Perworth với tựa đề Bức ảnh trống rỗng. Đa phần những người góp mặt trong bộ ảnh này đều là phụ nữ đã có gia đình. Một số ít trong họ là mẹ đơn thân hoặc đã từng mang thai. Mỗi người phụ nữ đều được chụp với những biểu cảm khác nhau, địa điểm khác nhau nhưng đều có điểm chung là mang theo chiếc gương che một bên bụng. Bởi ý nghĩa của nó như một sự tưởng nhớ tới những đứa trẻ không may mắn đến được với thế giới. Hầu hết chúng đều đã mất hoặc chết non khi còn trong bụng mẹ, bị mắc căn bệnh nào đó hay còn chưa kịp hoàn thiện hình hài. Những người phụ nữ trong ảnh đều là những người đã mất con, có người không kịp nhìn thấy con mà buộc phải phá bỏ thai nhi. Những nỗi đau mất con như một sự ám ảnh và khó có thể quên đi. Chiếc gương mang theo như biểu tượng cho một khoảng trống của cuộc sống, nơi họ mất đi những đứa trẻ mà mãi mãi không thể nào lấp đầy. Bên cạnh đó, bức ảnh còn mang ý nghĩa kêu gọi những người đang có ý định nào phá thai, bỏ rơi trẻ em hay bạo hành đối với trẻ em phải chấm dứt ngay. Thay vào đó, hãy yêu thương, nâng niu và chăm sóc trẻ em một cách tốt nhất như làm tươi mới cho cuộc sống, cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.